Đúng con. Ba nè. Như Thắng, rốt cuộc là có chuyện gì? Anh vẫn không hiểu. Anh là ai vậy? Hôm bữa anh đã lấy điện thoại của em. Anh nói gì với Lâm Nhật mà khiến anh ta thay đổi thái độ 180 độ như vậy? Em có mắt cũng như mù, đừng có chấp nhất em nha anh Đăng. Thật ra thì em chỉ có cái sự nghiệp này thôi. Anh rộng lượng, anh bỏ qua cho em nha anh Đăng. Anh không cần phải xin lỗi tôi. Người anh cần xin lỗi là bên kịch Như Thắng. Cô ấy mới là người cần phải biết rõ sự thật này. Bắt lấy môi em. Môi của em thì anh không cần phải bắt. Thì sẽ tự nộp mạng cho anh. Dạ, con chào bác. Em chào chị hai. Chào em. Hai đứa ngồi ngoài này làm gì? Coi chừng sương xuống đó. Ủa ba, bây giờ đang nắng sáng làm gì có sương? Ba. Gì? Ba nha, bây giờ ba chuẩn bị có con rể mới á. Ba không có được quên con rể cũ đâu đó. Rể mới, rể cũ gì ba không thương như nhau hết á. Ba, coi bộ ba ưng Quang Đăng dữ ha. Thì đứa nào thương con gái ba ưng đứa đó à?